Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận đỡ đầu, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch. Cháu Trương Thị Kim Ngân, sinh năm 2008, là con của chị Trương Thị Cúc thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thôn Hoàng Chỉ, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch. Cháu Trương Thị Kim Ngân được Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhận đỡ đầu và bảo trợ cho cháu học hết trung học phổ thông với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Trong dịp này, để động viên và hỗ trợ việc học online của cháu Ngân, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã vận động đoàn viên đóng góp mua tặng cháu Ngân một chiếc TV, đồng thời phối hợp với VNPT Lập Thạch lắp đặt mạng Internet và đầu thu MyTV với tổng giá trị hỗ trợ là 10 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tích cực phối hợp với chủ doanh nghiệp, chăm lo và thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tạo động lực giúp người lao động gắn bó với doanh nghiệp, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn FWKK Việt Nam đóng trên địa bàn xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, được thành lập năm 2017, là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất mặt hàng may mặc. Công ty hiện đang tạo việc làm cho gần 3.000 lao động, trong đó hơn 80% lao động là nữ. Được thành lập ngay khi doanh nghiệp mới đi vào hoạt động, công đoàn công ty đã phát huy vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công đoàn đã tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung trong bản thỏa ước lao động tập thể có những chính sách phúc lợi xã hội tiêu biểu, tạo điều kiện tốt cho người lao động yên tâm làm việc. Tôi đã công tác ở đây được 5 năm. Thì tôi nhận thấy là ban giám đốc công ty cũng như là ban chấp hành công đoàn của công ty rất là quan tâm đến đời sống của cán bộ công nhân viên của chúng tôi. Về chế độ lương thưởng thì hàng năm công ty luôn có cái khoản thưởng cuối năm tạo cái động lực và động viên công nhân chúng tôi. Những cái tâm tư nguyện vọng, những cái suy nghĩ và nhất là những cái mong muốn của đoàn viên thì được chúng tôi truyền tải rất là tốt đến người sử dụng lao động, đó là doanh nghiệp. Từ đó thì lãnh đạo doanh nghiệp và công ty cũng biết được tâm tư nguyện vọng và đưa ra những chính sách rất phù hợp về những chế độ chính sách rồi thì những cái chế độ phúc lợi. Công ty cổ phần giày Vĩnh Yên hiện có 2 cơ sở sản xuất tại thành phố Vĩnh Yên và huyện Tam Dương, tạo việc làm cho hơn 3.200 lao động. Những năm qua, công đoàn công ty luôn làm tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, có nhiều hoạt động chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Với những việc làm cụ thể, thiết thực, công đoàn công ty cổ phần giày Vĩnh Yên đã khẳng định được vai trò của công đoàn là chỗ dựa vững chắc của người lao động. Qua đó, góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo được sức cạnh tranh, uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường. Công nhân có ý kiến thì là bên công đoàn công ty giải quyết rất là nhiệt tình và chu đáo, và công đoàn đã chăm lo nhiều về chế độ cho công nhân tất cả mọi mặt. Chúng tôi có những chính sách, rồi có những phương pháp để làm việc với người lao động và được người sử dụng lao động rất tin tưởng. Còn đối với người lao động thì chúng tôi luôn luôn là đi sâu đi sát và luôn luôn không có khoảng cách với người lao động. Chủ tịch công đoàn hoặc tất cả các công đoàn, mọi phản ảnh của người lao động có thể đến trực tiếp và chúng tôi giải quyết thấu tình đạt lý. Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên công đoàn, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, tổ chức hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể. Đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng ở các địa phương không chỉ gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống, làm phong phú nhu cầu hưởng thụ đời sống tinh thần của nhân dân, mà còn góp phần giúp người dân ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở,
tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, thắt chặt tình đoàn kết. Hàng ngày, câu lạc bộ này đều đông đảo các thành viên tập những tiết mục dưỡng sinh nâng cao thể chất. Câu lạc bộ có hơn 60 thành viên, tất cả mọi người tham gia rất tích cực. Các thành viên từ độ tuổi trên 50 đến gần 80 tuổi vẫn toát lên sự nhiệt huyết và sức khỏe dẻo dai. Đến đây, mọi người được giao tiếp, tinh thần được thư thái, vui vẻ và nâng cao sức khỏe. Do vậy, nhiều năm nay, câu lạc bộ này vẫn được duy trì và phát triển. Đặc biệt thời gian gần đây, khi tỉnh và các địa phương dành sự quan tâm để phát triển các câu lạc bộ, phong trào văn hóa văn nghệ ở các thôn, tổ dân phố, thì sức hút của câu lạc bộ tăng lên rất nhiều. Số lượng người tham gia câu lạc bộ này cũng tăng gấp 2 lần, từ 30 thành viên lên đến hơn 60 thành viên. Được sự quan tâm của các chi hội và của huyện, của xã thì cũng được sự quan tâm là chúng tôi cũng đi giao lưu các xã và các thôn nói chung ở Đao Mời là cũng các hội là cũng đi giao lưu đầy đủ. Giờ vui khỏe có ích mà. Đời sống ngày càng phát triển, hoạt động văn hóa văn nghệ càng diễn ra sôi nổi và trở thành món ăn tinh thần bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đây cũng được xem là yếu tố quan trọng để các địa phương thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trên địa bàn huyện Yên Lạc hiện nay thì có 316 câu lạc bộ văn hóa thể thao, cùng với đó là các cái câu lạc bộ văn nghệ, và song song với đó thì các cấp chính quyền cũng đã rất là quan tâm đến việc xây dựng các cái cơ sở vật chất để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia rèn luyện sức khỏe, tập luyện thể dục thể thao cũng như là phát huy cái phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng ở địa phương. Sinh thời, Bác Hồ nói, xã hội nào văn nghệ ấy. Trong thời kỳ hiện đại, các hoạt động văn hóa nghệ thuật được gắn với phát triển kinh tế xã hội, gắn kết người dân với nhau, tạo ra không gian văn hóa chung để mọi người cùng tham gia. Từng bước thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật giữa các địa phương trong tỉnh, xóa bỏ khoảng cách, mâu thuẫn không đáng có trong xã hội. Và đây cũng chính là động lực để phát triển kinh tế. Vĩnh Phúc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng. Vì vậy, việc giáo dục lịch sử địa phương cho học sinh trong trường học có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những năm qua, công tác giáo dục lịch sử truyền thống cách mạng thông qua các hoạt động ngoại khóa ở các cơ sở giáo dục đã góp phần tích cực vào việc bồi dưỡng lý tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước cho các em học sinh. Trong những ngày đầu xuân, rất nhiều đoàn học sinh của các trường học trên địa bàn tỉnh đã lựa chọn tới Văn Miếu tỉnh để tổ chức hoạt động ngoại khóa, thành kính dâng hương báo cáo về những thành tích đã đạt được trong năm học qua. Không chỉ được trải nghiệm trong không gian linh thiêng của Văn Miếu, các em học sinh còn được thưởng thức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước, cho chữ đầu xuân, thư pháp, triển lãm ảnh du lịch về miền di sản Vĩnh Phúc, trưng bày các sản phẩm OCOP. Chính các hoạt động này đã thôi thúc các em tìm hiểu về lịch sử và tự hào về truyền thống hiếu học, lao động sáng tạo của các bậc tiền nhân. Em cảm nhận được cái sự trang nghiêm của Văn Miếu và từ đó em cũng tác động đến bản thân em là sau này em sẽ chăm chỉ học tập hơn, cố gắng học tập hơn để có thể tiếp nối cái truyền thống văn hóa hiếu học và tiếp nối những thành tích của các cụ chúng ta để được ghi danh trong bảng vàng của tỉnh Vĩnh Phúc và cũng như là quốc gia. Hoạt động ngoại khóa trải nghiệm hướng nghiệp cho các em học sinh của trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng cũng nằm trong chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được nhà trường triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm học. Đây là một nơi để tôn thờ các cái vị thánh hiền, nho sĩ học đạo thì lên để cho các em tiếp sức học của mình để các em có cái quyết tâm tự tin trong vấn đề học tập tốt hơn. Là vùng đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, danh lam thắng cảnh, Vĩnh Phúc đang kỳ vọng thúc đẩy các hoạt động quảng bá, xúc tiến phát triển du lịch, dần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Và hướng các cháu, các em học sinh cái hoạt động du ngoại, hoạt động ngoại giờ vào các cái khu di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn, thông qua đó để giáo dục truyền thống cho các em học sinh và các em học sinh được trải nghiệm tại các cái di tích này. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái cuốn sách địa danh văn hóa điểm đến du lịch của Vĩnh Phúc, trong đó có 521 cái di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng.
và 571 di sản văn hóa của Vĩnh Phúc đã được kiểm kê, thì chúng tôi đã công bố rộng rãi cho các cái đơn vị lữ hành, và thông qua đó đơn vị lữ hành họ sẽ có làm việc với các cái trường để đưa các cháu học sinh đến trải nghiệm tại các cái khu di tích lịch sử văn hóa cũng như là du lịch tại cái khu này để giáo dục truyền thống cho các cháu học sinh. Việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa giáo dục lịch sử địa phương cho các em học sinh đã tạo hiệu ứng tốt, khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu lịch sử, văn hóa của địa phương. Từ đó, các em biết trân trọng những giá trị truyền thống, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.